Trong chương 1 chúng ta thắc mắc câu hỏi nào cần giải đáp. Thầy ơi, em giải nhưng mà giờ em hỏi thầy đáp án đúng không, được không được thầy? Được rồi, bạn cứ nói Dạ. ở slide thứ mấy, chương nào. Dạ, chương 1 đó thầy. Rồi. Slide 49 đó thầy. Thì thị trường chứng khoán là một phần của thị trường vốn đúng không thầy? Chọn đáp Chọn án B. C. C, C. C, thị trường chứng khoán bộ phận của thị trường vốn. Hôm qua tôi giải thích cái cấu trúc của thị trường tài chính rồi. Thị trường chứng khoán là thuộc về thị trường vốn, gắn với công cụ huy động vốn trung dài hạn đó. Rồi C, chọn C đó. Đúng hả? Rồi, câu hỏi khác. À, thị trường tài chính để thị trường vốn làm thị trường giao dịch. Chọn B là các công cụ tài chính trung và dài hạn slide 48 đó bạn. Chọn Ủa? B đúng không bạn? B. Slide 48 đó bạn. B, đáp án B. Đúng rồi. Còn cái thị trường tài chính là nơi huy động vốn giao Slide mấy, dịch và giao dịch slide trong giao mấy, slide dịch chính của nào? thầy. Không phải trình tự cái nào cần thiết ta mới hỏi, chứ không phải hỏi hết như vậy. 48, 49, 50 rồi tới hết luôn à. Giờ em hỏi mình trả lời đáp án đúng không thầy? Ví dụ giờ cái slide 50 em chọn là ra đúng không thì em hỏi vậy bất ngờ đúng em lỡ cái đề thi ra mới đương làm thầy ạ. Đáp án D. Dạ. 51A đúng không thầy? Nói gì cho nó mồi. Thị trường tài chính bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Chúng ta chọn đáp án A. Ê đúng mà. Đáp án A. Đây nè, đây nè. Người qua chỗ 2 thì cái slide 42 này. Rồi chương 1 xem là Bình Định Tây Ninh có hỏi gì thêm không? Thầy cho em hỏi câu slide 55 á. 55 các bạn Ninh Hòa mới hỏi xong. Năm là đáp án A đó, tôi mới vừa đáp án C mới đúng, mua bán các loại chứng khoán đã phát hành. thầy ý câu 258 đó thầy, câu mà những điều này sau đây là đúng quá thầy. Này đáp Chọn án đáp án nào C. chưa? Thứ cấp người ta hôm qua đã phân biệt sơ cấp như thế nào, thứ cấp như thế nào rồi mà sao lại chọn C? C có nghĩa là cái bốn la mã đó là tạo ra vốn cho tổ chức phát hành là chỉ trên thị trường sơ cấp thôi, làm gì có thứ cấp ở đây. Vậy nó bán B không ạ? À, rồi Vậy hỏi là hồi bán nữa B là A, rồi hồi nữa là D luôn á. Thứ nhất là mua đi bán lại nè, thứ hai là tạo tính thanh khoản, và trên thị trường này thì sẽ tồn tại các nhà đầu cơ, có người đầu cơ. Đó là 1, 2, 3 la mã. 5, 3 là câu là đúng với thị trường sơ cấp. Đó, đáp án A. Giao dịch chứng khoán niêm yết và cái các loại chứng khoán đã đăng ký giao dịch. Thứ cấp đó. chọn Chọn đáp C án đúng không? C. Đáp án C. Rồi chúng ta sang chương 2 ha. Thầy ơi, Rồi. cái cầu vồng này sẽ là vồng em một chân hải thay sao em dài nó không ra được vậy nhưng cái đáp án là đồng mai Chương nào, chương thứ mấy? chân hải đã sẽ là vồng em một đó thôi. Sao không có trong các đáp án này? Bạn chọn. Hôm qua tôi hướng dẫn cái việc tính tiền lãi chưa? Một triệu. Một triệu nhân với lãi suất cổ phiếu 15% là bao nhiêu? 150.000, nhưng mà sở hữu 10 trái phiếu thì nhân 10 lên chứ sao không có đáp án? À, sở hữu 10 trái phiếu mà.
bộ cho sở hữu một trái phiếu đâu. Một trái phiếu thì tiền lãi của nó là 1 triệu nhân với 15%, nghĩa là 150.000. 10 trái phiếu thì phải nhân 10 lên nhé. 1 triệu rưỡi đáp án D đó. Mấy 42, 42 đúng không? 42 chưa giải thầy. 42 là đáp án B. Bởi vì cái nghiệp vụ cổ phiếu quỹ này là tổ chức đó nó mua lại cái cổ phiếu mà nó đã phát hành trên thị trường trước đây. Nói ví dụ như trước đây công ty nó phát hành 1 triệu thì nó tương đương cái vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Nhưng nếu như chúng ta nghe là công ty đó nó mua một lượng cổ phiếu quỹ về làm cổ phiếu quỹ, ví dụ tôi lấy ví dụ 100.000 đi, thì số lượng trên thị trường chỉ còn là 900.000 thôi. Và 100.000 nó đưa về nó sẽ làm giảm cái vốn chủ sở xuống, nó hạch toán vào và âm cái nguồn vốn chủ sở, ta gọi là cổ phiếu quỹ. Rồi rồi cho em hỏi một cái slide 49 nữa thầy. Là em làm cái câu B đúng không thầy? Chỗ trẻ cổ tức bằng cổ phiếu á. Câu B đúng. Câu B đúng thầy. Hôm qua tôi cũng đã giải thích rồi, trả cổ tức bằng cổ phiếu không làm thay đổi cái tỷ lệ quyền lợi. Thì tương tự như vậy là 49 là 48 thì các bạn trả lời như thế nào? Bốn tám bốn chín như nhau á? 1%. Ta chú ý là khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, hôm qua tôi cũng đã giải thích cái trường hợp này rồi. Dù ở đây là lấy 100 cổ phiếu chia 10.000, 1%. Bây giờ tăng lên 30%, có nghĩa là khách hàng đó sẽ có 130, nhưng mà lúc này 130 chia cho 13.000, bởi vì tổng số lượng cổ phiếu nó cũng tăng lên 30%. Như vậy nó vẫn giữ nguyên cái tỷ lệ sở hữu 1%. Cái 48-49 này là như nhau. Rồi cái câu mà 50 slide 5B á thầy. Slide 5B là em chọn câu câu B á thầy. Đúng thầy. Câu 53 thì kể cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và cổ đông có giấy đảm bảo quyền mua cổ phiếu mới. 2, 3, 4 là mã. 2, 3, 4 là mã. Câu D. Mua cổ phiếu thì người ta gọi là cổ đông rồi, chủ sở hữu công ty đó rồi. Rồi cái slide 55 nữa thầy, em chọn câu D á. Tối thiểu 20% vốn cổ phần đó thầy. Chúng ta đọc là chưa, ở đây người ta hỏi là chưa phải là điều kiện tối thiểu. Dù như mức vốn tối thiểu 10 tỷ là đúng nè. Kinh doanh có lãi trong năm gần nhất là đúng nè. Rồi 20% vốn cổ phần phát hành ra công chúng là đúng nè. Ví dụ như chưa phải là điều kiện, tức là nó chưa đặt cái việc là cái đội ngũ công ty này phải có năng lực quản lý tốt, mà do đại hội cổ đông người ta bầu ra hội đồng quản trị, rồi hội đồng quản trị người ta lựa chọn cái đội ngũ lãnh đạo này. Và cái đây là chưa phải là điều kiện trong cái chúng ta đọc các cái điều kiện khi mà phát hành chứng khoán ra công chúng. Hôm qua tôi hướng dẫn thì nó chưa có cái điều kiện này, nó không phải là bắt buộc. Rồi cái slide 54 em chọn câu C có đúng không thầy? Ở đây là điều kiện nào quan trọng nhất mà sao lại chọn C? Chúng ta đọc lại trong các điều kiện đó, người ta đòi hỏi về quy mô vốn và cái kết quả hoạt động kinh doanh đó, đúng không? Quy mô là 10 tỷ, rồi kết quả hoạt động kinh doanh phải có lãi năm trước năm đăng ký phát hành, đúng không? Câu D. Câu D còn slide 56 em chọn câu B thầy. Đại hội cổ đông sẽ bầu, ví dụ như hội đồng quản trị. Đáp án chính xác là đáp án A thôi. Đại hội cổ đông chỉ bầu các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát thôi. Chọn giám đốc là sau khi hội đồng quản trị đã hình thành,
các thành viên hội đồng quản trị người ta sẽ có thể là chọn một cái người điều hành trong số đó, hoặc người ta có thể thuê bên ngoài vào làm giám đốc công ty. Rồi, cảm ơn. Thầy cái slide số 50. Em chọn câu cấp đúng không thầy? Câu C đó thầy. C là 1, La Mã là đúng nè. 2 La Mã là đúng nè. 4 La Mã là đúng. 3 La Mã là không đúng nha. Được quyền chuyển nhượng tất cả là không đúng, bởi vì nó có một số cái cổ đông cổ phần nó hạn chế chuyển nhượng. Lại chọn C. Thưa thầy, cái slide 59 em chưa hiểu nên em chưa giải, thầy giải giùm em luôn. 59 này là cái câu hỏi định giá dành cho các cái như là vừa học vừa làm và chính quy. Và chúng ta có thể không cần phải giải thích câu này, bởi vì cái này nó thuộc về phần định giá của cổ phiếu. Cái này là tham khảo thôi, đôi khi người ta đưa vào một câu nó lại thuộc về cái hệ vừa học vừa làm. Nó có thời gian nhiều hơn thì chúng ta mới giải thích cái phần định giá này. Rồi chúng ta ít thời gian người ta phải bỏ qua cái phần định giá. Thầy có cái slide 57 đó thầy, đó, em chọn câu C đúng không thầy? C đúng rồi. Đó. Thầy ơi. Thưa thầy, 58. Rồi còn câu nào nữa? Thầy ơi, cho em hỏi cái thai 45 là mình chọn đáp án. Phổ thông đó mà. Câu hỏi nó là gì? Dạ, câu hỏi là công ty đúng rồi. Phải có. Đúng rồi, bắt buộc phải phát hành cổ phiếu phổ thông. Dạ, rồi. Còn cổ phiếu đãi trái phiếu là nó lựa chọn thôi. Rồi, ở Bình Định với Tây Ninh chúng ta có câu hỏi nào thắc mắc không? Dạ thầy ơi, chỗ Bình Định em thắc mắc chỗ 346 đó thầy. Là em chọn đáp án D đúng không thầy? Phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng thì chúng ta phân biệt rồi đúng không? Thì ở đây người ta hỏi ở góc độ khác nhau. Ví dụ như là nếu như ở góc độ mà cơ quan quản lý về phía sở giao dịch hay là ủy ban chứng khoán nhà nước ấy, thì nó sẽ dễ dàng quản lý và bảo vệ công chúng đầu tư. Còn ở góc độ một công ty chứng khoán thì nó lại là thu phí phát hành. Rồi ở góc độ một cái tổ chức phát hành là các cái công ty mà chúng ta nói là huy động vốn ấy, thì nó dễ dàng huy động vốn. Do vậy khi người ta nói là không có phân biệt ở góc độ nào á, thì chúng ta phải chọn toàn bộ ABCD, hay nói cách khác là chúng ta chọn đáp án E. Ví dụ người ta hỏi là ở góc độ về phía cơ quan quản lý thì A và B sẽ đúng, đúng không? Hay người ta hỏi ở góc độ công ty chứng khoán chẳng hạn thì nó sẽ thu phí phát hành nếu như nó tham gia vào cái việc phát hành ra công chúng. Hoặc là huy động vốn dễ dàng là về phía tổ chức phát hành, là nếu như phát hành riêng lẻ là người ta bán cho một số nhà đầu tư giới hạn thôi. Ngày hôm qua chúng ta nói là bán sỉ, phát hành ra công chúng là chúng ta bán lẻ trong ngày kép đó, đúng không? Và chúng ta là chọn đáp án E, chúng ta chọn hết. Thầy ơi, cho em hỏi sai 47 á thầy, em chọn đáp án E á thầy. Hỏi con hỏi cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi của cổ tức Việt Nam có quyền không thầy? Nhận cổ tức mức ưu đãi là đúng nè. Biểu quyết là không được nè. Giải thể được nhận nè. Dạ. Được nhận cổ tức ưu đãi thầy. Khi công ty làm ăn thua lỗ thì lấy lợi nhuận sau thuế ở đâu ra mà trả cổ tức? Hôm qua tôi nói rằng là đối với trái phiếu ấy, thì mặc dù làm ăn thua lỗ á, vẫn phải trả cái tiền lãi định kỳ từ trái phiếu. Nhưng mà nếu như công ty làm ăn thua lỗ thì chắc chắn nó sẽ không có nguồn để nó chia cổ tức. Dạ, thì đáp án B.
1 và 3 nghĩa là đáp án C. Đáp án C. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy. Em anh Què em hỏi cái slide 58 đó thầy, em nghe em chọn đúng không thầy? Chọn đáp án nào? Bạn chọn đáp án nào? Đáp án D thầy. D là ảnh hưởng làm tăng tài sản và tăng vốn cổ phần. Đáp án D là đúng. Bởi vì phát hành cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy là công ty nó sẽ thu được một lượng tiền về đúng không? Tiền mặt về thì nó sẽ làm tăng cái tài sản ngắn hạn, khoản mục tiền mặt á, tăng tài sản lên, đồng thời vốn cổ phần của nó cũng gia tăng lên, đúng không? Dạ. Em hỏi thêm một cái slide nữa thầy, cái slide 40 á, em chọn D có đúng không thầy? 40 á thầy. D. Chọn D đúng rồi. Rồi, cảm ơn thầy. Thôi em xin hết rồi ạ. Cảm ơn thầy. Phương án gì? Phương án D thầy. Coi lại lý thuyết nha. Gộp tức là làm tăng mệnh giá, đúng không? Và giảm số lượng cổ phần đi. Còn ngược lại thì hỏi tách á, cổ phiếu á, thì là giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần. Đây ta hỏi gộp thì chọn đáp án B. Dù người ta hỏi tách cổ phiếu thì đương nhiên là phải chọn đáp án nào? Ở đây là phải chọn C, giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần. Đúng không? Câu kế tiếp 52 á, slide 52. Năm hai chọn C. Bây giờ chúng ta sang cái chương thứ tư ha. Chương thứ ba các bạn về đọc trước ha. Bởi vì chúng ta mới hoàn thành xong chương ba thì chúng ta về chúng ta đọc lại câu nào chúng ta thắc mắc tự trả lời trước. Bây giờ chúng ta sang cái phần lý thuyết chương thứ tư luôn. Rồi sau đó buổi chiều chúng ta sẽ trả lời luôn cái phần chương 3, chương 4 này và chương 5.